vợ và con trai mừng ưng Hoàng Phúc ra sách. Cựu người mẫu Kim Cương cùng bé Johnny đến ủng hộ ưng Hoàng Phúc ra mắt sách Chạm, mừng 20 năm hoạt động nghệ thuật, hôm 28 tháng 8. Ưng Hoàng Phúc và vợ dắt con trai 6 tuổi tới đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh dự sự kiện. Nam ca sĩ được bà xã chăm sóc, hỗ trợ mọi việc khi tổ chức buổi ra mắt cuốn sách Chạm, kể về những dấu mốc thăng trầm, kỷ niệm đáng nhớ trong 20 năm hoạt động nghệ thuật của anh. Từ đầu năm tới nay, ưng Hoàng Phúc hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực. Anh làm live show, sản xuất phim, ra sách trong khi vẫn duy trì việc kinh doanh. Trong sách Chạm, nam ca sĩ có một chương đặc biệt kể về bà xã Kim Cương, người đã đồng hành, chia sẻ mọi vui buồn với anh gần 10 năm qua. Bé Johnny thích thú khi xem bức ảnh bố quỳ gối cầu hôn mẹ trên bãi biển Phú Quốc năm 2018, được đưa vào sách. MC, nhà văn Liêu Hà Trinh là người chấp bút cho cuốn sách của ưng Hoàng Phúc. Cô cho biết, đọc Chạm, mọi người sẽ hiểu thêm về ưng Hoàng Phúc. Anh là nghệ sĩ được hàng triệu khán giả yêu thương, nhưng phía sau ánh hào quang ấy là những thăng trầm, vực thẳm không mấy ai biết tới. Ưng Hoàng Phúc hy vọng cuốn sách của anh truyền cảm hứng, năng lượng tích cực tới các bạn trẻ, nhất là những người đang gặp khó khăn, chông chênh trong cuộc sống.